Xin kính chào anh chị quý nhà đầu tư. Thì, trong cái cuối tháng 6 năm 2021 này, thị trường chứng khoán đã tăng một mạch từ đầu năm đến nay, đâu đó là khoảng sấp xỉ 40%. Chính điều tăng mạnh như thế này nó khiến cho rất nhiều các ngành, ví dụ ngành chứng khoán thậm chí tăng 3-4 lần, ngành ngân hàng thì tăng 2 lần, thậm chí rất nhiều cổ phiếu tăng đến 7-8 lần. Điều này đặt ra một cái vấn đề rất nhiều nhà đầu tư lo ngại. Cổ phiếu đã đắt rồi, đúng không ạ? Hay là thị trường chứng khoán đã lên quá mạnh rồi thì nó sẽ có khả năng xảy ra một đợt sụt giảm rất mạnh nữa. Chính vì thế cho nên tôi nhận được rất nhiều các cái câu hỏi của quý vị về vấn đề thị trường chứng khoán Việt Nam có sụt giảm mạnh hay không, hay có rơi vào suy thoái hay không. Thì nhiều anh chị cho rằng là nó có vào cái sóng năm của Elliott hay không. Thì hôm nay tôi sẽ giải đáp cái vấn đề này. Thì để giải đáp vấn đề này thì tôi sẽ đi vào cái vấn đề tổng quan hơn để quý vị và các bạn có thể áp dụng trong những cái thời điểm tiếp theo, chứ không nhất định là ở cái thời điểm hiện tại. Thì cái dấu hiệu thị trường chứng khoán có khả năng giảm mạnh như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái nội dung này. Thì nội dung chính gồm có 3 phần chính như sau. Đầu tiên là dấu hiệu mà thị trường chứng khoán có thể giảm mạnh được, hay ở nước ngoài người ta gọi là bear market, đúng không? Thị trường gấu là thị trường giảm, còn bull market là thị trường tăng. Rồi thứ hai là những yếu tố tích cực và tiêu cực cuối quý 2 đầu quý 3 năm 2021 này nó có thể ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường chứng khoán như thế nào. Và vấn đề thứ ba, vậy thị trường chứng khoán có liệu có giảm mạnh hay không, và chúng ta cần phải hành động như thế nào để có được cái hiệu quả cao cũng như tránh được những cái rủi ro có thể xảy ra ở trên thị trường, và tránh giảm thiểu được rủi ro đấy. Thì đầu tiên là vào cái dấu hiệu của thị trường chứng khoán giảm mạnh. Thì trước tiên, ở trên đời này thì gần như cái gì cũng có thể xảy ra. Ở thị trường chứng khoán cũng vậy. Khi chúng ta tự tin nhất không thể giảm thì có khi nó lại giảm, đúng không ạ? Thì với cái yếu tố đầu tiên, thị trường chứng khoán có thể giảm rất mạnh do biến cố bất ngờ. Biến cố bất ngờ hay nhiều người ta gọi là thiên nga đen đấy, tức là nó xảy ra mà mọi người không thể ngờ được, nó đột nhiên xảy ra. Tôi lấy ví dụ ở đây, một là ví dụ về cái vụ Bầu Kiên ngày 20 tháng 8 năm 2021, Bầu Kiên bị bắt, sau đó thì thị trường chứng khoán đâu đó bay mất mấy chục phần trăm chỉ trong vài phiên. Sau đó một vài tháng, 1-2 năm gì đấy, thì lại có vụ liên quan đến cựu chủ tịch của BIDV có tin đồn là bị bắt, và cũng làm cho thị trường chứng khoán chao đảo và nhà đầu tư thiệt hại rất nhiều. Hay là cái biến cố biến động ở Biển Đông, giàn khoan 981 vào ngày mùng 2 tháng 5 năm 2014. Khi đó thì Trung Quốc đã kéo cái giàn khoan ra Biển Đông và gây lên một sự hoảng loạn đối với nhà đầu tư, lo ngại chiến tranh có thể xảy ra với Trung Quốc, làm cho thị trường chứng khoán bay mất hàng trăm điểm và nhà đầu tư cũng phải xanh mắt mèo ra trong những cái giai đoạn đó. Và gần đây nhất là vào tháng 3 năm 2020, Covid-19 bắt đầu lan ra toàn thế giới. Việt Nam đã phải giãn cách xã hội, làm cho thị trường chứng khoán giảm rất mạnh, từ mức khoảng gần 1.000 điểm cuối năm 2019 giảm còn 650 điểm vào 30 tháng 3 năm 2020, tức là một mức giảm lên đến 35%. Rất nhiều nhà đầu tư đã trắng tay cái thời điểm đó. Thì yếu tố đầu tiên là yếu tố chúng ta không thể đoán được, đó là biến cố bất ngờ. Biến cố bất ngờ. Nếu không có các yếu tố biến cố bất ngờ thì thị trường thông thường sẽ giảm mạnh khi có các cái yếu tố sau. Đầu tiên là định giá cao. Ví dụ, cuộc suy giảm rất mạnh trên thị trường chứng khoán ở Mỹ năm 2000 do các cổ phiếu công nghệ định đá PE lên đến mấy trăm lần. Rồi ở Việt Nam, năm 2007, năm 2008, PE của thị trường lên đến 45-46 lần, tức là một mức định giá gọi là rất phi lý. Đó là định giá cao. Thì khi định giá cao thì rất nhiều các chủ doanh nghiệp, những người có tri thức tốt, họ biết định giá thị trường,
họ biết định giá cổ phiếu, họ thấy vậy họ lôi ra họ bán, thì tạo lên một cái áp lực cung hàng rất lớn trên thị trường. Nếu mà cầu không chống đỡ nổi thì nó sẽ xảy ra một sự bán tháo gọi là hoảng loạn. Thì như vậy. Hay là ở năm 2018 cũng vậy, PE thị trường lên đến sấp xỉ 23 lần, sau đó suy giảm. Đó. Yếu tố thứ hai thường đi kèm với yếu tố về định giá là những cái dấu hiệu rất quan trọng để thị trường có thể giảm mạnh, đó là margin cao kỷ lục. Và cao như thế nào? Đó chính là các công ty chứng khoán hết cái pool cho vay. Gọi là pool cho vay là sao? Vì mỗi công ty chứng khoán họ có một nguồn vốn nhất định, họ có một hệ số đòn bẩy nhất định để họ huy động vốn và cho vay nhà đầu tư. Khi cái đó nó bị hết đi thì cái sức để nhà đầu tư tiếp tục gia tăng mua và đẩy thị trường lên nó không còn nữa, và nó quay đầu giảm đi. Cái đó người ta gọi là pool của các công ty chứng khoán. Còn với mỗi một cổ phiếu lại có room riêng. Ví dụ cổ phiếu Hòa Phát tại công ty chứng khoán XYZ chẳng hạn, thì theo quy định của Ủy ban chứng khoán, của luật chứng khoán, thì một công ty chứng khoán không thể cho vay một cổ phiếu quá 30%. Thế thành ra khi họ cho vay hết rồi thì không còn người tin để có thể vay tiếp nữa. Chính vì thế cái động lực để thúc đẩy thị trường chứng khoán lên cao nó sẽ rất khó. Hay là cái pool này hết, tức là cái củi ở trong đáy nồi nó không được tiếp ra tiếp thêm, thế thành ra nó làm cho cái động lực đi lên của thị trường chứng khoán rất kém. Và thường lúc đó tạo lên một cái tâm lý lo sợ. Chính vì thế nó sẽ khiến cho nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu mạnh ra. Thứ ba, cái dấu hiệu thứ ba có thể khiến thị trường chứng khoán giảm mạnh, đó là cái kỳ vọng về tăng trưởng trong tương lai chậm lại của nền kinh tế cũng như của các doanh nghiệp, của các cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán. Ví dụ năm 2007-08 khi có khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra, thì người ta nhận thấy rằng các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam họ gấp rút tiền khỏi Việt Nam, từ đó khiến cho cái nguồn lực cho phát triển kinh tế của Việt Nam có thể suy giảm, làm cho GDP trong tương lai họ kỳ vọng sẽ thấp. Chính vì thế cho nên họ đã bán tháo rất là mạnh. Tương tự như thế, và năm 2018 cũng vậy, khi mà kinh tế của chúng ta đã toàn dụng, việc làm đã thất nghiệp đã gần như về mức rất thấp, người ta gọi là không thể tốt được hơn nữa, thì người ta kỳ vọng rằng trong tương lai nhiều các cái tập đoàn lớn họ không có dấu hiệu mở rộng sản xuất kinh doanh, khi đó thì cái nguồn lực cho việc tăng trưởng kinh tế tương lai sẽ bị hạn chế. Chính vì thế nó sẽ có thể khiến cho thị trường chứng khoán quay đầu và giảm điểm do cái kỳ vọng đó. Tiếp theo, cái biến cố tiếp theo có thể khiến cho thị trường chứng khoán giảm mạnh, đó là kinh tế vĩ mô bất ổn. Kinh tế vĩ mô bất ổn gồm lãi suất và lạm phát cao chẳng hạn. Đúng không ạ? Như giai đoạn 2011-12, về cơ bản, Việt Nam và thị trường chứng khoán Việt Nam đã thoát khỏi đáy khủng hoảng 2009 khi về mức 234.5 điểm vào đầu năm 2009. Tuy nhiên, đến năm 2011-12, do cái hậu quả của việc bơm tiền rất mạnh, cái gói QE của chính phủ bơm trực tiếp vào thị trường và nền kinh tế, khiến cho cái cung tiền thì tăng lên quá mạnh, lên đến khoảng 40%, từ đó làm cho lạm phát năm 2011-12-13 rất cao, có năm lên đến 25%. Khi đó khiến cho tâm lý của bà con bị bất ổn, yêu cầu lợi suất thị trường chứng khoán cao hơn, người ta chăm đầu cơ hơn là đầu tư vào sản xuất kinh doanh, từ đó làm cho cái thị trường chứng khoán nó bị ảnh hưởng nặng nề và suy giảm rất mạnh. Và bên cạnh cái yếu tố lãi suất và lạm phát thì còn có một cái yếu tố rất quan trọng đối với riêng thị trường chứng khoán Việt Nam, đó là yếu tố tỷ giá. Bởi vì như chúng ta biết, Việt Nam hiện nay là một trong những đất nước có cái sự hội nhập quốc tế nhiều nhất thế giới. Vì sao lại vậy? Tổng xuất nhập khẩu của Việt Nam đâu đó gấp 2 lần so với GDP. Tức là đây là một trong những nước có tỷ lệ xuất nhập khẩu trên GDP cao nhất thế giới. Tức là chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào các cái thị trường tiêu thụ trên toàn thế giới. Chính vì thế, cái tỷ giá nó lại là cái gốc rễ của cái việc duy trì xuất nhập khẩu đó, duy trì phát triển đó. Nếu tỷ giá kém thì các nhà đầu tư FDI họ không đầu tư vào.
không đầu tư vào. Đầu tư gián tiếp vào thị trường chứng khoán họ không đầu tư vào, đúng không? Rồi rất nhiều các yếu tố khác khiến cho cái nền kinh tế nó sẽ bất ổn. Và khi bất ổn như vậy thì thị trường chứng khoán xảy ra những cái chuyện bán tháo và giảm mạnh khốc liệt là một điều hoàn toàn bình thường. Thì đây là những cái dấu hiệu mà một thị trường chứng khoán có thể giảm mạnh. Đầu tiên là cái dấu hiệu chúng ta không thể biết được, đó là những biến cố bất ngờ, đúng không ạ? Còn nếu không có biến cố bất ngờ thì thông thường nó phải có bốn cái yếu tố phía trên. Bốn cái yếu tố phía trên có thể là đủ cả bốn yếu tố, hoặc có thể là một yếu tố nào đó trong bốn yếu tố này nó rất mạnh. Ví dụ định giá quá là cao thì không cần phải các yếu tố khác thì tự thị trường chứng khoán cũng có thể xảy ra một đợt bán tháo mạnh, đúng không ạ? Hay là margin cao kỷ lục, không còn sức để vay nữa. Ai muốn vay một chút nào không còn, không thể gỡ quậy được thì cũng có thể làm thị trường giảm. Hay là kỳ vọng rằng kinh tế tăng trưởng sẽ cực thấp giống như cái Covid vừa rồi, thì cũng có thể làm cho thị trường chứng khoán giảm rất mạnh. Hay là chỉ cần cái yếu tố lạm phát của Việt Nam chẳng hạn, nếu như trong tương lai quý 3, quý 4 năm 2021 này lạm phát của Việt Nam nó lên đến 8%, 7% chẳng hạn, thì tôi thề với quý vị rằng là thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ. Thì đấy là những cái dấu hiệu mình có thể nhận diện được thị trường chứng khoán có thể vào cái giai đoạn gọi là bear market hay không. Tiếp theo, vậy thì thực trạng của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam quý 2 năm 2021 này như thế nào? Về phần tích cực thì có những cái yếu tố tích cực như sau. Tăng trưởng kết quả kinh doanh hiện nay của các công ty được dự báo rất cao. Quý 2 có thể lên đến trên 40% so với quý 2 năm 2020. Cho dù cái quý 2 2021 này chúng ta đang bị Covid lần thứ 3, lần thứ 4 tái diễn, làm cho thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều các cái địa phương khác về cơ bản hạn chế rất nhiều cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng mà do cái nền quý 2 2020 rất thấp thì cho nên là cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ở trên sàn niêm yết quý 2 2021 chúng tôi vẫn kỳ vọng tăng trưởng trên 40%. Tiếp theo là cái tăng trưởng kết quả kinh doanh cả năm nay, tức là cả năm 2021, thì chúng tôi cho rằng vẫn đạt được từ 40 đến 55% so với năm 2020. Như vậy cái định giá của thị trường chứng khoán PE forward cho hết quý 2 năm 2021 là khoảng 17 lần. Thì khi nào thì cái PE này nó lộ ra? Thì rất đơn giản, đó là bắt đầu từ đầu tháng 7 kết quả kinh doanh bắt đầu dần ra. Thì thực ra là ra mạnh nhất, thông thường mạnh nhất là từ 25 tháng 7 đến mùng 5 tháng 8. Thì kết quả kinh doanh về cơ bản là các doanh nghiệp sẽ ra hết ở cái giai đoạn đó. Nếu VN Index không tăng thì PE rất có thể giảm về còn mức chỉ khoảng 17 lần. Thì điều này thì chúng tôi cũng dự báo rất chính xác trong cái quý 2 vừa qua. Quý 2 vừa qua khi rất nhiều nhà đầu tư lo ngại là thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ không? Đó, thì chúng tôi đã đưa ra cái bằng chứng như thế trong quý 2 rồi. Thì với cái PE 17 lần này, thực sự bảo rất rẻ thì là không rất rẻ, nhưng mà nó là tương đối rẻ. Và tương đối rẻ với cái gì? Đó là với một cái chu kỳ kinh tế mới. Đấy chính là yếu tố thứ hai. Việt Nam vừa mới kết thúc một cái chu kỳ kinh tế cũ từ năm 2009 đến hết 2019, và 2020 là suy thoái xảy ra, và 2021 đã bắt đầu một cái chu kỳ mới rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra để Việt Nam có thể bị khủng hoảng đáy kép thì từ năm 2021 sẽ bước vào cái giai đoạn phục hồi, và sau đó sau phục hồi sẽ là giai đoạn tăng trưởng, và một chu kỳ kinh tế có thể kéo dài từ 6 đến 12 năm. Thông thường là như vậy. Đã. Thì chính vì thế đưa cái định giá PE hết quý 2 bằng 17 lần, hết năm 2021 thì về còn 15 lần, và gắn với chu kỳ kinh tế thì nó ở giai đoạn đầu của chu kỳ kinh tế, thì chúng tôi cho rằng nó không hề đắt, thậm chí nó tương đối rẻ so với cái triển vọng rất tươi sáng của nền kinh tế Việt Nam. Còn nếu giả định bây giờ mà lại thuộc cái giai đoạn kinh tế đã tăng trưởng toàn dụng rất nhiều năm vừa rồi rồi chẳng hạn, thì rõ ràng cái PE này nó không phải PE rẻ, thậm chí nó còn là một PE đắt cơ. Việc đắt rẻ hay không ở đây nó phải phụ thuộc vào chúng ta đang ở giai đoạn nào của chu kỳ kinh tế, chứ không hẳn là bằng mười mấy là đắt, mười mấy là rẻ. Và bên cạnh đó nó còn liên quan đến một số cái yếu tố vĩ mô khác,
đó là phần thứ ba, kinh tế vĩ mô của chúng ta tương đối ổn định với GDP phục hồi trở lại khá tốt từ quý 4 năm 2020, lãi suất và lạm phát ổn định nhưng mà là ổn định ở mức thấp. Thì chính cái điều ổn định mức thấp này khiến cho cái định giá PE cho hết 2021 15 lần trở lên rất rẻ. Còn nếu mà lãi suất và lạm phát nó là mà cao thì rõ ràng, ví dụ nó là lên đến 7-8% chẳng hạn, thì PE bằng 15 hay 17 theo chúng tôi vẫn là cao cơ. Và cái yếu tố tỷ giá thì ổn định thì hỗ trợ rất tốt cho cái dòng vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp cũng như gián tiếp. Trực tiếp tức là họ đầu tư vào, họ thuê văn phòng, thuê khu công nghiệp để họ mở sản xuất kinh doanh, mở dịch vụ. Còn gián tiếp ở đây là gì? Họ bơm vào, họ mua trái phiếu, họ mua cổ phiếu, họ mua cổ phần, họ mua doanh nghiệp ở Việt Nam. Như chúng ta có thể thấy, nhà đầu tư nước ngoài đợt vừa rồi có thống kê bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam hơn một năm vừa qua, tức là từ khi dịch bệnh đến tháng hết tháng 5 ấy, thì bán ròng đâu đó khoảng độ gần 2 tỷ đồng. Một mức bán ròng kỷ lục. Nhưng mà thực sự nhà đầu tư nước ngoài có thực sự rời bỏ Việt Nam không? Đó là chúng ta lại quay lại cái tổng vốn đầu tư gián tiếp. Thì riêng mấy cái cây ví dụ như là đầu tư vào FE Credit hay là đầu tư vào The Crown, cái doanh nghiệp mà sở hữu Masan Consumer và sở hữu cái Vinmart Cup và một deal nữa, thì nó đã vượt quá hoàn toàn cái việc bán ròng trên thị trường chứng khoán. Nó cho thấy cái dòng tiền vào việc mua cổ phiếu đầu tư gián tiếp vẫn tăng chứ không hề giảm. Và thứ tư nữa, đó là yếu tố công nghệ thì đang giúp kinh tế phát triển rất nhanh, người dân đầu tư chứng khoán nhiều hơn. Thì đây là một cái động lực để cho thị trường chứng khoán phát triển. Như trước kia số lượng nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường rất hạn chế. Thế thành ra xảy ra những cái trường hợp bán tháo vô cớ âm ầm. Nhưng mà bây giờ không, bây giờ lượng nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường rất lớn, rất nhiều. Và tất cả những yếu tố đó chính là nhờ công nghệ. Quý vị bây giờ, quý vị ở Trường Sơn, quý vị cũng có thể mở tài khoản. Quý vị ở Hà Giang cũng có thể mở tài khoản đầu tư mà không cần phải xuống Hà Nội hay là Sài Gòn. Đúng không ạ? Chính vì thế cho nên thu hút được lực lượng lớn các nhà đầu tư tham gia vào. Điều này giúp cho thị trường chứng khoán này có sự ổn định hơn, chứ không phải như người ta nói là ép không vào nhiều thị trường chứng khoán biến động hơn. Thực tế quý vị đã thấy từ đầu năm 2021 đến nay, đúng không ạ, thị trường chứng khoán ổn định hơn. Nếu có xảy ra bán tháo như hồi cuối tháng 1 ấy, thì cũng chỉ 1-2 phiên rồi sau đó các nhà đầu tư họ lại nhảy vào hộp mua, chứ họ không giống như ngày xưa là theo tâm lý bầy đàn. Chính bây giờ số lượng nhà đầu tư đông lên thì cái tâm lý bầy đàn nó lại bớt đi, nó bù trừ lẫn nhau rất nhiều. Điều này giúp cho cái động lực cho cái thị trường chứng khoán có thể phát triển tốt hơn. Đấy là về mặt tích cực. Tiếp theo, vậy thì mặt tiêu cực là gì? Đầu tiên, đó là dịch bệnh thì hết sức phức tạp. Đúng không? Cái điều này là chúng ta phải thừa nhận. Đợt này là một đợt mà dịch bệnh với con virus chủng mới nó lây lan kinh khủng hơn. Đúng không? Rồi là đợt này với nhiều ca bệnh trầm trọng hơn. Đúng không? Dịch bệnh phức tạp đến nỗi mà các cái vùng kinh tế trọng điểm gặp khó, ví dụ như Hồ Chí Minh. Hôm trước chúng tôi có xem một cái phóng sự ở trên thời sự, đó là Hồ Chí Minh nhìn thấy vắng tanh. Trước đây còn được mệnh danh là một thành phố gần như không ngủ, đúng không? Các hoạt động rất sôi động, nhưng mà gần đây đã đóng hết rất nhiều các cái hoạt động kinh doanh, người dân gần như không ra đường đáng kể. Điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái tăng trưởng kinh tế, bởi vì Hồ Chí Minh về cơ bản đóng góp khoảng độ gần 1/3 GDP cho cả nước rất lớn. Rồi tiếp đến là các cái khu trọng điểm khu công nghiệp, ví dụ như Bắc Giang, Bắc Ninh vừa rồi, đúng không ạ? Bắc Ninh thì có Samsung, đúng không ạ? Bắc Giang thì có rất nhiều các cái tập đoàn dệt may lớn ở đó. Hay là Bình Dương là cái rốn khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam, với cái GDP bình quân đầu người thậm chí còn cao nhất Việt Nam, cao hơn cả Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số cái thành phố khác đó. Thì khi đó thì làm cho kinh tế về cơ bản trong quý 2 này sẽ có nhiều cái khó khăn, làm cho GDP có thể không đạt tăng trưởng như kỳ vọng như trước kia, khiến cho có thể các doanh nghiệp đã sẽ không tăng trưởng lợi nhuận mạnh như mong muốn. Đó là một điều rất đáng tiếc. Đó. Tuy vậy, quý vị cũng cần phải phân tích rõ như thế này. Với cái đợt Covid lần này, về cơ bản đã giết chết rất nhiều các doanh nghiệp
mà sau đợt 1, đợt 2, đợt 3 họ về cơ bản là gọi là chỉ yếu đi, chỉ ngắc ngoại thôi, thì bây giờ gọi là chết hẳn, chết hẳn. Thì những doanh nghiệp thì rất khó khăn. Và trong cái khủng hoảng Covid này thì chúng tôi nghiên cứu trong thời gian qua và nhận thấy rằng một điều như thế này. Những người có thu nhập thấp, những doanh nghiệp nhỏ, yếu, không có ứng dụng công nghệ, không nhanh nhạy, thì về cơ bản những doanh nghiệp lại chết đi rất nhiều. Thực sự đây là một cuộc đào thải, chết đi rất nhiều. Nhưng ngược lại, ở những cái doanh nghiệp đầu ngành, những doanh nghiệp lớn, hàng đầu Việt Nam, thì họ lại chiếm được thị phần của những cái doanh nghiệp nhỏ. Và họ lại còn thậm chí gia tăng được lợi nhuận rất mạnh. Minh chứng rất rõ đó là dòng ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận rất khủng khiếp. Nợ xấu thì không tăng quá nhiều. Thì sắp tới nợ xấu thì sẽ tăng, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến những cái ngân hàng nhỏ trích lập dự phòng ít thôi, rất lớn. Rồi tiếp theo là ngành chứng khoán lợi nhuận tăng kinh khủng. Tiếp theo là ngành bất động sản với giá đất tăng lên âm ầm, kết quả kinh doanh của họ cũng rất tích cực. Chỉ có một số ngành đặc thù như ngành hàng không, ngành du lịch thì về cơ bản là to hay nhỏ đều bị dính hết. Thì đấy là cái khó khăn về dịch bệnh. Nhưng mà phân tách ra, cái dịch bệnh này nó chỉ tác động nhiều đến những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và không có lợi thế cạnh tranh, cũng như những doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực diện. Còn lại những cái doanh nghiệp lớn, đây chính là những cái đối tượng niêm yết trên sàn ấy, thì sẽ chiếm được thị phần của người khác và tăng trưởng rất mạnh mẽ. Thứ hai là margin tại công ty chứng khoán thì tương đối cao ở mức hiện nay. Về cái mức cuối tháng 6, hồi cuối tháng 5 thì đã có cái sự căng tương đối của margin. Tuy vậy các công ty chứng khoán đang tích cực và rất nhanh chóng phát hành tăng vốn. Ví dụ chứng khoán MBS tăng vốn, chứng khoán VN Direct tăng vốn, chứng khoán SI tăng vốn, chứng khoán Hồ Chí Minh chuẩn bị tăng vốn. Và rất nhiều các công ty chứng khoán khác tăng vốn nữa. Thì về cơ bản, trong một thời gian ngắn tới thì cái lượng margin trên thị trường nó lại không cần còn phải vấn đề rồi. Tuy vậy phải thừa nhận là nó tương đối cao so với thực tại, tương đối cao đấy. Và nếu so với lịch sử thì tất nhiên vùng này đang là cao nhất, bởi vì quy mô thị trường chúng ta đang to lên rất nhiều, đó thì đấy là cái điểm yếu thứ ba. Hai điểm yếu thứ ba là nhà đầu tư nước ngoài bán dòng trên sàn niêm yết lớn nhất từ xưa đến nay, trong hơn một năm qua bán dòng lên đến gần 2 tỷ đồng. Thì cái lượng bán dòng ấy thì những người mới tham gia đây phải gánh tiền lấy lại, đúng không ạ, làm cho cung hàng lớn. Bên cạnh đó là cái việc phát hành cổ phiếu đã thu hút một lượng tiền lớn trên thị trường chứng khoán, thực sự rất lớn, thu hút rất lớn. Chúng tôi tính toán qua trong khoảng năm gần 6 tháng đầu năm này, số lượng công ty chốt quyền bán cổ phiếu nó thu hút của thị trường đâu đó khoảng hơn 1 tỷ đồng, hơn 1,36 tỷ đồng, thu hút của thị trường. Như vậy nước ngoài bán mất hơn gần 2 tỷ đô, đúng không ạ? Phát hành cổ phiếu thêm 1,36 tỷ đô, tức là mất khoảng 3,3 tỷ đồng, tương đương với khoảng hơn 70.000 tỷ đã chuyển về các doanh nghiệp. Thì lượng tiền thì nó lại rút bớt khỏi thị trường chứng khoán. Tuy vậy chúng ta cũng phải lưu ý rằng đấy là về cái mặt bị rút bớt. Còn mặt cung thêm, thì do cái yếu tố lãi suất như nói ở bên trên, khiến cho nhiều người cho rằng gửi ngân hàng không đáng để gửi bởi lãi suất thấp quá. Và họ đã chuyển dịch từ gửi ngân hàng sang một phần sang chứng khoán. Và chúng ta lưu ý rằng, trên thị trường chứng khoán, trên cái thị trường ngân hàng hiện nay, cái lượng tiền gửi, hiện nay là lên đến khoảng hơn 12 triệu tỷ đồng. 12 triệu tỷ đồng. Tức là tương ứng với bao nhiêu tỷ đô ạ? 600 tỷ đô đúng không ạ? Hay là 60 tỷ đô ạ? Đúng không ạ? Thì chúng ta cùng tính 60 tỷ đô là 1,2 triệu tỷ đúng không ạ? Thì đấy tương ứng với 600 tỷ đô. Thì cái lượng dịch chuyển từ cái tiết kiệm sang là bao nhiêu chúng tôi cũng đo được. Nhưng mà nếu nó dịch chuyển sang khoảng độ 1% chẳng hạn là 6 tỷ đô. Thì khi đó cái việc rút bớt đi khoảng hơn 3 tỷ đô thì nó cũng rất lớn. Nhưng mà để mà triệt tiêu được cái việc chuyển dịch thì cũng chưa chắc. Tiếp theo thứ tư là cái giá hàng hóa đang tăng rất cao. Nó đẩy áp lực lên lạm phát của nền kinh tế. Đó, thì chúng tôi cho rằng áp lực là có và lạm phát cũng sẽ tăng. Nhưng mà với cái nghiên cứu của các cái thành viên ban phân tích của Exafin cho thấy rằng thứ nhất
là cái tăng này do cái cầu nhất thời nó khi kinh tế phục hồi, người ta cầu lớn nhất thời, trong khi cái nguồn cung bị gián đoạn, bị đứt quãng do Covid-19, khiến cho cái giá tăng này là thứ nhất là tăng nhất thời, thứ hai nó tăng là tăng do người ta có nhu cầu để phát triển kinh tế. Thế thành ra cùng với đó chúng ta cần phải cân nhắc rằng lạm phát có tăng thật đấy, nhưng mà cái tác động về mặt kinh tế tăng trưởng nó có đúng hơn. Thì thực tế ở những cái giai đoạn đầu của phát triển kinh tế thì thông thường lạm phát luôn tăng, thì cùng với đó là kinh tế phục hồi rất mạnh, thì đấy gọi là tăng do cầu kéo một phần. Và ngoài ra đợt này lại có do cung bị đứt gãy. Tuy vậy chúng ta cần phải xét thêm một yếu tố rất lớn, đó là cung tiền. Ở trên thế giới thì cung tiền rất lớn, người ta nói rằng cung tiền sẽ tạo ra lạm phát rất nhiều. Thực tế ở Mỹ thì lạm phát bắt đầu nó có gia tăng một chút, đúng không? Khiến cho các cái chính sách của Fed thì họ đã phải đảo ngược. Còn ở Việt Nam thì sao? Việt Nam thì khác ở Mỹ nhé. Chúng ta phải lưu ý một điều đó, không phải là cứ Mỹ như thế nào là Việt Nam như thế, không hề. Và Việt Nam thì khác, đó là cung tiền của Việt Nam đâu đó trong một năm qua, trong 5 tháng đầu năm thì tăng khoảng độ 15%, tức là tổng cung tiền mở hàng 15%. Thì cái điều này nó cao hơn so với mức thông thường đâu đó. Thì chúng tôi cho rằng trừ đi cái tăng trưởng kinh tế thì cái lạm phát của Việt Nam đâu đó cuối năm nay có thể nhích lên 4,5% đến 5%, đấy là có thể. Nhưng mà cái kịch bản cơ sở của chúng tôi là khoảng 4 đến 4,5%. Thì khi đấy về cơ bản lạm phát nó có tác động xấu một chút đến nền kinh tế. Tuy vậy thì chúng ta lại nhìn ngược sang bên tích cực, đó là tăng trưởng GDP sẽ trở nên mạnh hơn. Điều này nó sẽ giúp cho chúng ta phải cân đối giữa tiêu cực và tích cực, cái nào khỏe hơn thì thị trường chứng khoán nó sẽ đi theo hướng đó. Và hiện nay chúng tôi thấy rằng về mặt tích cực nó đang khỏe hơn so với mặt tiêu cực từ nay đến cuối năm. Chính vì thế chúng tôi mới đưa ra cái kết luận như sau. Đầu tiên, nếu có cái biến cố bất ngờ thì chuyện gì có thể xảy ra, chúng tôi không đoán được điều này. Đấy là biến cố bất ngờ thì chúng tôi không đoán được. Còn nếu mà không có biến cố bất ngờ thì với điều kiện kinh tế xã hội và định giá thị trường chứng khoán hiện nay, cũng như đánh giá về cái kết quả hoạt động kinh doanh của các cái doanh nghiệp niêm yết, thì chúng tôi cho rằng khó xảy ra việc suy giảm mạnh ở đây. Và giảm cơ bản chỉ là điều chỉnh thôi, là ngắn hạn thôi. Giảm cơ bản chỉ là điều chỉnh và ngắn hạn. Tiếp theo, chúng tôi đưa ra kết luận như sau. Đầu tiên, chúng ta chỉ nên dự báo thị trường chứng khoán ngắn hạn. Thực ra là chỉ nên dự báo thị trường chứng khoán gắn với bối cảnh chu kỳ kinh tế và biến số vĩ mô chỉnh. Tức là có dự báo thị trường, có chứ không phải không. Nhưng mà dự báo phải dựa trên một cái gắn liền với chu kỳ kinh tế và gắn liền với cái biến số vĩ mô lớn. Và dự báo ở đây mang tầm dài hạn. Dài hạn. Ví dụ có thể xác định là chu kỳ kinh tế sắp tới của chúng ta, giai đoạn nào của chu kỳ kinh tế. Thì khi ứng với giai đoạn đó thì thị trường chứng khoán nó sẽ đi như thế này. Thì tức là cái mức dự báo này nó lên đến năm vài năm, thậm chí 5-7 năm, tức là một chu kỳ kinh tế, thì chúng ta có thể dự báo một cách tương đối chính xác được. Còn việc dự báo thị trường ngắn hạn là rất khó. Thực sự dự báo ngày mai, ngày kia hay tháng tới nó cực kỳ khó, và nó không quá quan trọng với chúng ta. Và việc dự báo nó chỉ là 50-50 thôi. Thì tôi lấy ví dụ như này. Bây giờ ở Hà Nội, đúng không ạ, Đông Anh cũng rất là phát triển, người ta định phát triển thành phố hai bên sông. Thì bây giờ quý vị nhìn vào đất Đông Anh, quý vị có thể dự báo là một tuần tới giá đất có tăng được hay không, hay là ngày mai có tăng được hay không, thì điều đó rất khó. Nhưng quý vị cứ xếp cái khu vực Đông Anh vào cái bối cảnh chung của phát triển kinh tế, của cái việc mở rộng phát triển của cái thành phố Hà Nội, thì quý vị sẽ nhận ngay thấy đất Đông Anh 5 năm nữa, 10 năm nữa sẽ có một cái chu kỳ tăng vẫn khá tốt. Ví dụ tương tự thị trường chứng khoán như vậy, quý vị dự báo ngày mai rất khó, nhưng dự báo dài hơn, rất dài hơn, thì về cơ bản vẫn dễ dự báo hơn và có thể đánh giá được. Hay là tôi lấy ví dụ về các cái chuyên gia hay dự báo như thế này.
cái chu nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống Donald Trump, khi ông ấy thắng bà Clinton để lên làm tổng thống, thì tất cả các cái chuyên gia chém gió ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam đều cảnh báo rằng ông Donald Trump lên thì thị trường chứng khoán sẽ tăng máu và sẽ giảm khốc liệt. Nhưng mà rất tiếc thị trường chứng khoán lên vô cùng. Tương tự như thế về cái nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Biden, ông ấy chiến thắng ông Donald Trump, thì người ta cho rằng ông ấy sẽ mềm yếu với Trung Quốc và ông ấy lên thì sẽ không thúc đẩy kinh tế như ông Donald Trump và thị trường chứng khoán sẽ giảm, đúng không ạ? Và cái ngày bầu cử là nhà nhà người người đầu tư chứng khoán dán mắt vào cái màn hình để xem cái màu xanh đỏ để xem rằng là ông nào thắng. Nhưng rốt cuộc khi ông Biden thắng thì thị trường chứng khoán lại tăng âm. Hay là những cái ví dụ nhãn tiền nhất, vào ngày 30 tháng 3 khi chính phủ công bố đúng lúc khoảng độ 11 giờ 45 trưa bắt đầu lên công chúng, lên báo chí, đó là từ ngày mùng 1 tháng 4 sẽ giãn cách toàn xã hội ở Việt Nam. Nhưng kết quả thì sao ạ? Thị trường chứng khoán đúng là khi mở cửa 1 giờ chiều ngày 30 tháng 3 có sự bán rất mạnh, nhưng mà ngay sau đó các nhà đầu tư trở lại mua và đẩy thị trường chứng khoán lên, và đáy chính thức tạo ra đúng cái lúc ra tin tức xấu nhất. Và từ mùng 1 tháng 4 cứ thế đi lên đến tận bây giờ. Đó, thì quay lại cái vấn đề của chúng ta đánh giá thị trường, đó là nếu không phải bị bắt buộc thì quý vị đừng nên dựng vào ngắn hạn. Nó rất dễ sai và nó chỉ là may mắn thôi. Đó. Và cái cách để chúng ta giải quyết vấn đề này như thế nào? Đó là hãy chuẩn bị các kịch bản và hành động. Nếu thị trường chứng khoán tăng thêm 50% thì sao? Chúng ta sẽ hành động như thế nào? Đúng không? Hoặc nếu thị trường chứng khoán giảm thì chúng ta sẽ hành động như thế nào? Và hiện nay trạng thái tài khoản chúng ta nên để như thế này. Ví dụ chúng ta nên để 80% cổ phiếu, 2% tiền mặt chẳng hạn. Thế là giảm mạnh một tí, chúng ta lại gia tăng thêm cổ phiếu giá rẻ mềm, đúng không ạ? Hay ví dụ tăng rất mạnh thì quý vị lại giảm tỷ trọng xuống còn 50% thôi, đúng không? Hãy chuẩn bị kịch bản. Còn quý vị mà dự báo và đặt cược vào đó, rất có thể là một ngày nào đó quý vị sẽ bị tắc thất mặt và mất sạch cái tài sản của mình. Đó là cái kinh nghiệm 14 năm tôi tham gia thị trường cho thấy. Chúng tôi không dám dự báo. Đó, thì quý vị nên chuẩn bị các kịch bản để hành động. Tiếp theo, hãy trang bị cho mình được tinh tĩnh tỉnh để có thể đầu tư hiệu quả. Đầu tiên là cái chữ tinh. Thì trong nguy thì luôn luôn có cơ và ngược lại, trong cơ thì luôn luôn có nguy. Thì chỉ có người tinh, hay nói cách khác là có tri thức, thì mới tìm được ngọc trong đá và mới có được cái thành công. Và thực ra trong nguy thì cơ là mới lớn, còn trong điều kiện bình thường tốt đẹp thì không bao giờ có cơ hội lớn cả. Chính vì thế chúng ta cần phải trang bị cái chữ tinh này. Tiếp theo, đó là quý vị không bị những cái tác nhân bên ngoài mạng xã hội, hay ngay cả quý vị cũng không bị tôi như tiêm vào đầu cũng được. Quý vị phải có tư duy độc lập, không phải vì cái tâm lý sợ mất, sợ không lên được tàu FOMO mà quý vị lại ào ào nhảy vào những lúc thị trường nó bật lên mạnh quá, hôm sau thì lại hối hận nhưng mà đã không kịp. Thì chúng tôi sau nhiều năm quan sát trên thị trường nhận thấy rằng một năm luôn có 1-2 sóng lên và 1-2 lần xuống. Do đó không bao giờ là hết cơ hội đủ quý vị. Hãy tĩnh tâm, chờ đợi lúc nào hấp dẫn thì chúng ta xử lý. Bạn phải tĩnh. Giống như ông Khương Tử Nham ngồi câu cá này. Bạn đạt được như ông ấy thì tuyệt vời quá. Đó. Tiếp theo, chúng ta cần phải tĩnh. Tức là lúc nào cần tiến thì phải tiến, lúc nào cần lui thì phải lui, chứ không thể là theo cảm tính được. Và ra quyết định cần phải chính xác và mau lẹ, lạnh lùng, cũng giống như là Tư Mã Ý. Tình tĩnh tỉnh có hết, lúc cơ hội đến chỉ xuất một kiếm là đoạt giang sơn. Đấy là những cái nội dung mà chúng ta cần phải trang bị cho mình để có thể tránh được
những cái tác nhân bên ngoài tác động đến chúng ta rất nhiều. Ngay cả tôi, nếu mà tôi không tập trung, tôi cứ lướt trên mạng một lượt thì ngay lập tức tâm lý của tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi đám đông hung hãn. Đó, thì quý vị hãy cố gắng luyện cho mình ba chữ tinh tỉnh tỉnh ở đây để đầu tư có thể hiệu quả hơn. Tiếp theo là đến phần gọi là giải đáp những cái câu hỏi của quý vị. Thì tôi sẽ xin phép giải đáp câu hỏi của quý vị trong vòng 10 phút. Nếu quý vị nào chưa được giải đáp thì rất là mong quý vị thông cảm. Đúng không ạ? Ok. Thì bạn Minh Lê có chia sẻ là lạm phát của Việt Nam sẽ không tăng, đúng không ạ? Và chứ không chạy theo lạm phát thế giới, thì cái này thì Phục cũng hoàn toàn đồng tình với bạn. Thì Phục cũng cho rằng là lạm phát ở Việt Nam sẽ không tăng quá mạnh, do cung tiền mình không quá lớn, đúng không ạ? Chính phủ mình cũng điều hành kinh tế với cái chính sách mới, đó là dựa vào ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, tức là lấy lạm phát là mục tiêu, chứ không phải lấy tăng trưởng mục tiêu. Còn ở trên thế giới đó, họ cung tiền âm âm đấy, thì đấy là điều của họ. Và chúng ta hãy tránh bàn chuyện cụ thể. Khi cái chuyện trong nước, cái chuyện thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta không biết, đừng bàn chuyện cụ thể. Và hãy tập trung vào những cái gì đó nó trực diện nhất, nó rõ ràng nhất và nó tác động lớn nhất đến thị trường chứng khoán. Chứ không phải nghe mấy chuyên gia cứ lôi chuyện quốc tế ra chém cửa mầm, chém toàn chém sai. Ở Việt Nam chém sai nhiều quá, phải đi mượn chuyện quốc tế chém để cho nó phù thường. Đúng không? Rất nguy hiểm. Đúng không? Ok, bạn Vũ Đình Thanh có cho rằng chu kỳ kinh tế em nghĩ có xu hướng ngắn lại. Đúng không? Như trước 6-12 năm. Vâng, có rất có thể khi công nghệ người ta phát triển nhanh thì rất có thể. Thì ngay cả việc chúng ta thấy việc tạo đáy suy thoái thế thôi. Nếu như năm 1930 nó kéo ra dài đáy từ 1929 đến 1939 mất 10 năm. Quá, đến năm 2008 thì nó kéo dài mất khoảng 2-3 năm. Thì đến bây giờ 2020 Covid xảy ra, đúng không? Suy thoái về cơ bản nó chỉ diễn ra 1-2 quý, không nhiều, đúng không? Ok, có bạn hỏi rằng là dòng bất động sản trong giai đoạn tới cuối năm có đáng cân nhắc không ạ? Thì về cơ bản là bất động sản tăng giá rất mạnh trong cái thời gian vừa rồi, thì khả năng cao là cái định giá của bất động sản sẽ được định giá lại cao một chút. Tuy vậy chúng ta cũng phải lưu ý đến là cái cầu của thị trường bất động sản hiện nay là tương đối yếu nhỉ? Cầu thực để ở đấy tương đối yếu, bởi vì do Covid nó cũng gây nên khó khăn khá nhiều đối với những cái người cần nhà ở. Đúng không? Vâng, bạn Nguyễn Luân có hỏi thanh khoản thấp như hôm nay có phải dấu hiệu VN Index sắp biến động tăng vàng mạnh hay không? Thì đó là những cái phục đánh giá rồi ạ, bạn có thể xem lại. Vâng, MBB có hấp dẫn trong 2-3 năm tới không? Thì với quan điểm của ZFIN thì MBB tương đối hấp dẫn trong ngắn hạn, tương đối hấp dẫn trong ngắn hạn. Còn ngắn hạn thì nó có động lực từ việc chia cổ phiếu, tiền giá cổ phiếu rất khỏe, đúng không? Và sau chia thì em chưa biết đằng nào mà đánh giá. Nhưng về rất dài hạn, tầm nhìn 2-3 năm như bạn nói, thì ZFIN thấy tương đối hấp dẫn bởi vì động lực tăng trưởng của MBB vẫn còn rất mạnh. Vâng. Ok, có bạn hỏi về nhận định thế nào nếu lãi suất ngân hàng về không? Trước tiên là khẳng định luôn với bạn là lãi suất không thể về không nhé. Đó, bởi vì Việt Nam đang có lạm phát ở khá. Việt Nam đang là một nước, đất nước có cái tăng trưởng GDP khá mạnh, đúng không? Tức là một đất nước đang tăng trưởng đấy, không bao giờ có chuyện lãi suất về không. Tức là cái cầu về vốn nó rất là cao, luôn luôn cao, đúng không? Thì nó sẽ khiến cho cái là lãi suất luôn có, chứ không thể về không được. Không được. Nếu mà lãi suất về không thì thử hỏi bạn có ai gửi tiền ngân hàng. Còn họ sẽ đi mua đầu cơ đô la, họ sẽ đi mua đô la, họ sẽ đi mua vàng, họ sẽ bỏ hết vào đất. Thế thì lấy tiền đâu mà các doanh nghiệp phát triển? Không có, đúng không? Thì cái câu này là giả định, nó mang tính giả định, không có thật. Thì chỉ những cái đất nước mà nó phát triển đến mức mà bây giờ bão hòa là không thể phát triển được rồi, đi ngang rồi, tiền thừa quá nhiều rồi, thì khi đó mới có chuyện lãi suất về không. Ví dụ như Nhật và châu Âu, các nước ở lục địa này. Ok. Vâng, nhóm ngành cao su sao, đúng không ạ? Gần đây thì giá dầu tăng rất mạnh, và dầu và cao su là hai cái sản phẩm thay thế cho nhau. Chính vì thế cho nên là giá cao su khả năng cao sẽ tăng rất là mạnh. Tuy vậy về cơ bản là các doanh nghiệp cao su hiện nay thì về cơ bản là sống nhờ bất động sản công nghiệp thì đúng hơn, đúng không ạ? Cao su của họ có thể co hẹp dần dần. Và cái cao su thì có cái doanh nghiệp cao su Đường Phú thì chẳng có tức khá cao. Nếu quý vị thấy cổ phiếu ấy vẫn còn hấp dẫn thì có thể tham gia. Thì hấp dẫn khi nào? Khi mà cổ tức trên giá nó phải cao hơn 10%, đúng
biết những cổ phiếu như thế. Vâng. Ok, Techcombank còn hấp dẫn dài hạn không? Thì Phục cho rằng là Techcombank hoàn toàn có thể trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam trong tương lai. Chính vì thế với cái định giá và cái triển vọng hiện nay, cũng như cái câu chuyện của Techcombank trong tương lai có thể diễn ra, ví dụ như là sắp tới là có thể ký lại hợp đồng bảo hiểm. Vì trước đó Techcombank ký hợp đồng bảo hiểm rất thấp, có hơn 1.000 tỷ thôi, trong khi ACB ký được 8.000 tỷ thì phải. Đó, thế thành ra nó sẽ ký lại, nếu ký lại nó sẽ có khoản lợi nhuận rất tốt. Thứ hai nữa ấy, là Techcombank vẫn còn zoom cho nhà đầu tư nước ngoài đâu đó khoảng hơn 7%. Thì họ hoàn toàn có thể mở zoom và bán cho nhà đầu tư nước ngoài, thì khi đó cũng tác động tích cực đến cổ phiếu. Thứ ba là Techcombank hoàn toàn có thể cổ phần hóa IPO cái con chứng khoán Techcombank để bán cho nhà đầu tư nước ngoài một phần. Bởi vì về cơ bản chứng khoán Techcombank đang là công ty chứng khoán số 1 về Việt Nam với kết quả kinh doanh, cũng như là về thị trường trái phiếu và cái thì cổ phiếu thì cũng nằm top, cho vay mới gì nằm top. Thì nó đang được định giá đâu đó, nếu cổ phần hóa thì định giá khoảng 1 tỷ đô là bình thường. Và đây là một cơ hội rất tốt để có thể bán vốn đối với các đại gia vì họ rất giỏi những chuyện đó. Bên cạnh đó thì hoạt động core của Techcombank phải nói là tuyệt vời, nhờ việc ứng dụng công nghệ Casa mạnh, kết hợp các cái sản phẩm mới luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực thì nó cũng sẽ rất tốt. Quá, rất tốt. Ok ạ. Và vâng, nhiều người hỏi Hòa Phát quá đúng không ạ? Thì phục hợp lại câu hỏi về Hòa Phát như sau. Hòa Phát về cơ bản thì đây vẫn là một cái cổ phiếu, nói chung là có tính chu kỳ đấy. Nhưng mà Hòa Phát đã làm mượt được cái tính chu kỳ khá nhiều, tức là chu kỳ nó bớt biến động. Ngoài ra thì ông này thì rất là giỏi ở chỗ là ông ấy phát triển rất bền vững, đi nhanh mà lại khỏe, vừa đi nhanh vừa chắc. Đúng không ạ? Sau khi mở Dung Quất 1 và sắp tới mở Dung Quất 2 thì Hòa Phát đã phát triển vô cùng vững chắc, định hình mình là người thống trị thị trường cũng như là quyết định thị trường đối với ngành thép. Bên cạnh đó thì Hòa Phát đã tự biến mình không thỏa mãn với những gì đạt được. Hòa Phát cũng đã thành lập trục ba khối, có một khối là các sản phẩm về thép. Thì từ việc ban đầu chỉ thép xây dựng thì là làm thêm ống thép tôn, sau khi làm thêm thế thì làm luôn HRC để cung cấp cho tôn và ống thép. Rồi từ những cái sản phẩm ví dụ như thép xây dựng và HRC, rồi là họ lại thêm cái thép chất lượng cao, và từ thép chất lượng cao đó họ lại chuyển sang họ làm container. Thì container nếu mà Hòa Phát đi vào hoạt động full công suất thì Phục cũng tin rằng sẽ full ngay trong 2021-2022, thì sẽ là một trong ba cái công ty sản xuất container lớn nhất thế giới. Thì Hòa Phát lại so với hai công ty đầu dẫn đến đây sẽ phim nghiên cứu thậm chí còn lợi thế hơn, bởi vì Hòa Phát chuẩn bị được cái nguồn nguyên liệu với giá rẻ, đó chính là HRC mà nhà máy Trung Quốc sản xuất ra với cái chi phí vốn cũng đang thấp nhất thế giới. Đúng ạ, rồi quy mô sản xuất rất lớn như vậy, hiệu quả kinh doanh của nhà máy cũng rất lớn. Rồi bên cạnh đó thì sắp tới Hòa Phát lại làm cái thép đặc biệt để làm ra các cái con ốc vít vân vân, và những cái sản phẩm mà trước kia ở Việt Nam phải nhập. Đó thì họ phát triển rất chắc các cái vật liệu cơ bản đã, sau đó họ lại nâng tầm lên, làm cho cái vật liệu ấy thêm cái giá trị gia tăng lên được cao. Rồi bên cạnh đó lĩnh vực bất động sản thì Hòa Phát cũng rất mạnh mẽ trong hơn một năm qua, liên tục đi tìm các dự án mới ở các cái tỉnh phát triển, thì điều đó có thể giúp cho công ty tăng trưởng bền trong tương lai. Thì có thể lợi nhuận năm 2021 này có thể đạt khoảng 35.000 tỷ chẳng hạn, thì năm sau có thể lợi nhuận không tăng nhưng mà cũng rất khó có thể giảm, và 2023-2024 thì sẽ bắt đầu có sản phẩm từ Trung Quốc 2 nếu mà Hòa Phát hoạt động một cách xây dựng một cách nhanh chóng, có kinh nghiệm từ trước có rất nhiều. Đúng không? Thì đấy là những cái trao đổi của tôi đến với quý vị và các bạn trong cái nội dung hôm nay, đó là nhận diện khi nào thì thị trường chứng khoán có thể giảm mạnh. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và trao đổi. Chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những nội dung tiếp theo.